mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Hồ Ly hay Hồ Gián Vậy, tập 19. Ngày muốn tắm hay ăn trước? Ăn trước. Hồi nãy ta đã ghi nhớ đường đến đây rồi. Sau này muốn đến tìm thức nhất nhiên, sẽ không bị lạc đường nữa. Nấu cơm phức tạp quá. Thức nhất nhiên, biết nhiều, thật siêu quá đi. Còn chưa nấu xong mà, đã tham ăn vậy rồi. Sao lúc thi nguyệt là phót, là nhịn được thế? Vậy ta làm với. Vậy ngài thử đi, cái đó phải cắt xéo. Tuyệt đối không phải vì mình ngửi thấy một tí mùi của thiên nguyệt nên mới không muốn buông tay. Đã cắt xong xuôi. Thứ này là... Ngày xưa lúc ta đi tìm vợ, ta đã tặng cho em ấy ư? Không rửa tay mà lại mò lung tung. Có muốn ăn cơm nữa không? Không ngờ em vẫn còn nhớ á. Nhớ cái gì? Tất nhiên là chuyện lần đầu chúng ta gặp nhau rồi. 10 năm trước. Còn tới 10 năm nữa mới thực hiện khế ước. Nhưng mà ta muốn gặp vợ quá rồi. A Liễu không cho ta đi, nhưng không nói là ta không được dùng hồn phách của mình đi gặp em ấy. Ta thông minh quá đi mất. Thì ra vợ đẹp dữ vậy luôn. Mình không muốn làm khác. Họ vô cùng yếu đuối khi đứng trước mặt Phốt. Nhưng ta sẽ không bắt nạt vợ đâu. Ta sẽ đối xử với em vô cùng tốt luôn á. Đáng sợ quá. Vợ ơi, em ngoan ngoãn ở đây nha. Đại nhân ta sẽ bảo vệ em mà. Rầm. Không cho phép ông đánh mẹ. Vợ ơi, nguy hiểm quá. Ốm lưng em ấy đứng chắn trước mặt người khác, giống như đang tỏa ánh hào quang. Kiên nghị, che chắn. Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tách hồn ra thì ta không thể chạm vào loài người, làm sao đây? Xin lỗi. Xin lỗi em, vợ ơi. Dù thế nào đi nữa, ta nhất định sẽ bảo vệ em. Mấy ngày sau, ta đã trở thành bạn của vợ. Tại sao chứ? Ba cứ xuất hiện là đánh người. Rồi cũng có ngày, tôi và mẹ sẽ bị ông ta đánh chết. Cốt kép. Đại nhân ta sẽ cứu em. Thật không? Đại nhân ta đảm bảo con người xấu xa đó sẽ sớm biến mất thôi. Len keng, len keng. Lấy thứ này làm chứng chuyện ta đồng ý với em. Dù có ra sao
thì ta cũng sẽ làm được. Tôi ghét Phó, cũng ghét ba, ghét thần linh và ghét nhiều thứ khác nữa. Nhưng chắc chắn tôi rất thích cậu. Chúng ta không phải bạn sao? Tại sao tôi không thể thấy cậu? Lần sau là được thấy mặt rồi. Mặc dù không cách nào để trừng phạt ông ba xấu xa đó, nhưng mà cứ để trật tự thế giới con người phơi bày tội ác của ông ta đi. Cậu vẫn còn ở đây chứ? Hay là cậu đi rồi? Ta đợi em lớn thêm chút nữa, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Về sau, ba của Thích Nhất Nhiên bị kết án mười mấy năm tù vì tội Phó cố ý gây thương tích. Về phần Thích Nhất Nhiên, bị cho là do đã phải chịu đựng những tổn thương tâm lý nên đã tưởng tượng ra người bạn không thấy mặt. Bất kể là hiện tại hay quá khứ, thì em cũng dễ thương, đẹp trai như vậy. Thích Nhất Nhiên ơi, có cái gì mắc cười à? Rõ ràng cũng là một vị thần mà sao không biết giữ sạch sẽ gì cả. Thiên Nguyệt đại nhân thích sạch sẽ lắm. Thiên Nguyệt đại nhân chờ được tắm chung với Thích Nhất Nhiên. Lần này miếng dán che mùi mất hiệu lực rồi, nhất định mình sẽ nhịn được. Làm sao có thể để bản năng của Ford chi phối được? Nhất định mình sẽ nhịn được.